Sáng nay, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện Tịnh Biên, lực lượng liên ngành phát hiện bắt quả tang một xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, nghi vấn là hàng nhập lậu. Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2, tại khu vực ấp Tân Biên, xã An Đông, huyện Tịnh Biên, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 68C-11454 do tài xế Nguyễn Thái Kỳ Nam, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới điều khiển, có biểu hiện nghi vấn, tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Tổ công tác phát hiện trên xe có chở số lượng lớn hàng hóa, nhãn mác nước ngoài, nghi vấn là nhập lậu, gồm trên 1.280 chai sữa tắm, phấn thơm, nước hoa, kem đánh răng, dầu gió và trên 430 cục xà bông. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nam không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao vụ việc cho công an huyện Tịnh Biên ra quyết định tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định.